Vào ngày này năm 1992 tại Savona, Ý, làng bóng đá nước này sản sinh ra một soái ca chơi vị trí tiền đạo. Anh là Stephen Ansarawi, mang trong mình hai dòng máu Ý và Ai Cập, nhưng Stephen đã quyết định gắn bó sự nghiệp quốc tế của mình với màu áo thiên thanh. Anh khởi nghiệp vào năm 2008 tại Genoa, trước khi phiêu lưu đến Padova, AC Milan, Monaco và hiện tại là AS Roma. Stephen đã chơi 20 trận cho Azzurri, ghi được 3 bàn. Anh đã cùng Milan đem về phòng truyền thống của câu lạc bộ một siêu cúp Ý vào năm 2011. Hôm nay, Ansarawi sẽ đón tuổi 24 thật đẹp. Chặng đường phía trước hãy còn rất dài. Hy vọng đam mê chơi bóng của anh sẽ đưa đến những thành công mới. Sinh nhật vui vẻ, Stephen Ansarawi. Vào ngày này năm 1994 tại Lyon, Pháp, Kurt Zouma chào đời. Mang trong mình hai dòng máu, Pháp và Trung Phi, nhưng Zouma đã nguyện gắn bó với màu áo lam. Anh chỉ mới chơi có 2 trận cho đội tuyển Pháp. Dù sinh ra ở Lyon nhưng anh lại khởi nghiệp vào năm 2011 tại Saint-Étienne, trước khi chuyển sang Chelsea vào năm 2014. Do chấn thương dai dẳng nên Kurt ít khi ra sân. Trung vệ cao 1m9 đã có một cúp liên đoàn Pháp cùng với Saint-Étienne vào năm 2013, giúp Chelsea giành một Premier League và một League Cup vào năm 2015. Hôm nay anh đón sinh nhật lần thứ 22. Chúc anh mau chóng hồi phục chấn thương để trở lại sân cỏ sớm nhất nhé. Chúc mừng sinh nhật Kurt Zouma. Hôm nay cũng là sinh nhật của một vị khách đặc biệt nữa, đó là sân vận động Santiago Bernabeu. Vào ngày này năm 1944 tại Madrid, Tây Ban Nha, các công nhân đã đặt những viên gạch đầu tiên để xây sân vận động mang tên Nuevo Estadio Juan Martin, sân nhà mới của Real Madrid. Sân đấu cũ của họ có tên là Estadio Juan Martin. Chính vì vậy mà sân nhà mới mới có thêm chữ Nuevo. Sau khi hoàn tất, sân có sức chứa 75.145 chỗ ngồi. Trận đấu đầu tiên của Real Madrid trên sân mới này diễn ra vào ngày 14 tháng 12 năm 1947. Đó là trận giao hữu giữa Real và câu lạc bộ Bồ Đào Nha, Os Belenense. Vào năm 1955, sân đấu này đã được đổi tên thành Santiago Bernabeu, cựu chủ tịch của câu lạc bộ.